Thưa quý vị và các bạn, mưa bão kéo theo sự cố cúp điện xảy ra, nhiều gia đình sử dụng đèn cầy, đèn ly hay máy nổ để thắp sáng. Đây chính là những nguy cơ tạo nên những vụ cháy lớn nếu như người dân chủ quan. Những vụ việc sau đây là những cảnh báo mà chúng ta cần đáng lưu tâm. Sau bão số 9, thành phố Đà Nẵng xảy ra liên tục 4 vụ cháy. Ở quận Sơn Trà, do chủ quan thắp đèn cầy trên tủ nhựa, chủ nhà suýt phải trả giá đắt. Cùng thời điểm này, một cơ sở tạp hóa ở huyện Hòa Vang làm cháy máy phát điện, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản. Một cụ bà ngoài 90 tuổi đã may mắn được cứu sống. Những sự việc vừa xảy ra và sự cố cháy nổ những năm trước đây đã cho thấy mùa mưa bão luôn tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ. Nguy cơ mà để xảy ra cháy nổ thường chủ yếu là nguyên nhân là do chạm chập điện. Thứ hai là việc sử dụng cái nguồn lửa mà trong quá trình cúp điện, bà con thường hay sử dụng đèn hay nến mà khi đi ngủ hoặc khi ra ngoài quay tắt thì dẫn đến xảy ra một vài vụ cháy như hôm bão vừa rồi. Để hạn chế nguy cơ cháy nổ mùa mưa bão, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhắc nhở việc đảm bảo an toàn, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ. Trong cái mùa mưa bão, khi mà nghe thông tin về cái thiên tai thì chúng tôi ngoài các cái trực, các lực lượng trực chính như là trực lãnh đạo, trực ban rồi trực chiến đấu thì chúng tôi còn tăng cường thêm một số các cái cá nhân khác để hỗ trợ khi cần thiết. Rõ ràng vào thời điểm này, cùng với việc chủ động gia cố nhà cửa, công trình thì vấn đề mà người dân và các cơ sở kinh doanh cần phải lưu tâm là đảm bảo an toàn, tránh xảy ra những sự cố cháy nổ.